mừng quý khán giả đã đến với kênh Tin Tức Showbiz. Chúc quý khán giả sẽ có những phút giây thư giãn thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được nhận những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Nam anh nam em quay MV mới cùng nhau, chuẩn bị debut thành ca sĩ. Những hình ảnh trong MV mới của Nam Anh, Nam Em đã được hé lộ. Mới đây, trên mạng xã hội đã xuất hiện đoạn clip ghi lại khoảnh khắc được cho là cặp chị em Nam Anh, Nam Em đang bí mật quay MV, chuẩn bị trình làng đến khán giả. Vậy là sau khoảng thời gian dài chinh chiến sắc đẹp, Nam Em, Nam Anh cũng đã nghĩ đến việc trở thành ca sĩ chăng? Trong đoạn clip được chia sẻ, có thể thấy cả hai đang trong set quay, dưới ánh đèn lung linh cùng trang phục chỉnh chu. Nam Anh, Nam Em đều đang rất tập trung diễn với chiếc micro trước mặt. Có thể thấy đây có lẽ là sản phẩm song ca đầu tiên của hai chị em nhà Lệ Nam. Với giọng hát tốt cùng gương mặt sáng sân khấu, chị em Nam Anh, Nam Em đã nhận về nhiều bình luận tích cực, mong đợi về sản phẩm lần này từ người hâm mộ. So với chị gái của mình, Nam Em có nhiều cơ hội tiếp xúc hơn với âm nhạc khi thường xuyên nhận lời xuất hiện biểu diễn tại các phòng trà có tiếng. Nhờ vào giọng hát tốt, tính cách hài hước, lầy lội trên sân khấu mà mỗi đêm diễn của Nam Em đều nhận được nhiều hiệu ứng tốt từ khán giả. Trong một đêm nhạc trước đó, Nam Em cũng đã khẳng định với khán giả về việc theo đuổi nghiệp ca hát lâu dài. Thật sự có thể nhiều người nói đúng, Nam Em phù hợp hơn với môi trường ca hát. Sau chuyến đi tìm kiếm thanh xuân, tôi cũng đã tìm được năng khiếu thực sự của tôi là âm nhạc và tôi quyết định sẽ theo đuổi nó đến cuối đời. Còn Nam Anh, sau cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, cô nàng được đông đảo khán giả yêu mến hơn bởi nhan sắc ngày một thăng hạng. Không những vậy, Nam Anh ngày một nhận được nhiều sự chú ý hơn với lĩnh vực người mẫu. Với sự yêu mến của khán giả như thế, Nam Anh cũng được rất nhiều hy vọng sẽ lấn sân sang con đường ca hát giống em gái mình, khi cô nàng cũng sở hữu giọng hát ngọt ngào, không kém gì Nam Em. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.